Nhìn sơ qua tưởng diễn viên điện ảnh nào không? Không có, giống Nhật Thủy. Nhật Thủy phải không? Có hả? Bạn này giống diễn viên gì đây mà tôi nhớ không ra. Trời, giống Thanh Điền hả? Mời bạn giới thiệu về mình. Em tên là Trọng Nghĩa và năm nay em 31 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên marketing. Em tên là Lê Vũ Vi. Năm nay em 27 tuổi. Em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào, quen nhau ra sao? Lúc đó là em là sinh viên năm nhất đại học. Thì tình cờ vô trang lốc Yahoo 360 độ của anh chàng này. Thì khi mà nhìn avatar của cái anh chàng này thì em thấy là sao anh chàng này có cái đôi mắt u buồn quá. Thì em lúc đó hình như là coi nhiều phim quá. Thì em cũng nghĩ là anh chàng này là sẽ là chồng mình sau này. Và mình sẽ là người xóa đi nỗi cô đơn của anh này. Lãng mạn gì? Lãng mạn thế. Rồi làm cách gì để từ từ những nỗi cô đơn trong ảnh? Trong một cái ngày mà em thấy là đẹp trời nhất, thì em viết một cái bức thư tỏ tình dài một trang giấy gửi anh này. Thì anh này tạt vô mình một cái gáo nước lạnh. Sau một tiếng là anh này trả lời liền luôn: em phải làm em gái của anh nhé. Rồi sao? Có bồ rồi đúng không? Dạ không, tại lúc đó em thì cũng đang là sinh viên mới ra trường. Thì mình cũng phải bươn chải lo công ăn việc làm. Còn hai nữa là điều kiện gia đình cũng không có được khá giả. Còn cô này thì sao? Dạ cô này thì em tìm hiểu thì cô này thì lại là tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Cũng thấy bạn bè đồng trang lứa có bạn gái thì cũng chia tay rồi, cũng mè nheo rồi, cộng thêm phần nữa là tốn kém đủ thứ hết. Thì em chắc cũng tốn kém là đúng. Cái phần quan trọng nhất đúng dạ. Không? Thế là em sao dạ. Em nghe vậy em khi mà mình tỏ tình với một chàng trai nào đó mà tự nhiên mình bị từ chối thì cảm giác của em rất là sốc. Thì em vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi và làm quen với anh này khoảng 4 năm nữa. Năm là em tỏ tình một lần mà em đều bị từ chối hết. Trời ơi, buồn đều bị kêu làm em gái hết hả? Dạ, đến lần cuối cùng thì khi mà em bắt đầu nản quá rồi thì nhà em cũng là làm ma cho em cho một cái anh Việt Kiều Mỹ. Thì em mới hẹn anh này ra, em nói bây giờ cùng là sao? Có chấp nhận em không hay là em sẽ lấy chồng? Sao? Lúc đó là phải sợ đúng không? Dạ, thì lúc đó cũng đánh liều một phen thì ngay Valentine em mua một cái cặp ống heo đất. Rồi em nói mỗi đứa giữ một con đi rồi để dành tiền, rồi dành dụm, rồi tìm hiểu như thế nào, rồi hợp thì sẽ cưới. Xong rồi anh này ảnh mới chấp nhận. Chấp nhận và tỏ tình mà là ăn cặp heo, đó. Em bắt đầu là nếm trải cái việc mà bạn bè em đã trải qua, chẳng hạn như là bạn gái hay mè nheo, rồi nhắn tin rồi lẫy, rồi tắt máy, rồi nhiều lúc em không có thời gian nhắn tin, em gọi điện thì lại không chịu bắt máy. Có lần nào treo xe mém chia tay không? Chia tay chắc cũng nhiều luôn đó. Nhiều là có nhiêu? 50 lần. Chia tay khoảng 50 lần. Chia tay hoài vậy chịu gì nổi ta? Chia tay mà cái chân còn méo lại đúng không? Cứ sáng chia tay rồi tối què hay sao? Dạ thì vậy thì lấy nhau về. Em hơi này có tính xấu gì không? Đầu tiên là em bị stress, nó sụt mất mấy kilo luôn. Stress luôn hả? Chắc có lẽ là nhắn tin. Dạ không. Lúc quen á thì quá lắm là đi ăn đi uống hoặc xem phim xong nhà ăn nó về. Còn khi mà về ở chung rồi thì ngủ chung rồi cái mới phát hiện ra cô này mà mệt quá hay là ngủ say quá là bắt đầu nghiến răng. Nghiến răng. Thì cứ nghe như là mình nghe nhạc buổi tối. Giờ quen rồi đúng không? Giờ ngày nào mà cô này cô không nghiến là ngủ không được. Thế rồi còn cái tật gì nữa không? Thì bên cạnh đó thì tôi thì cũng tiểu thư cũng bướng lắm, nhõng nhẽo. Một cái ví dụ điển hình thôi mà em nghĩ chắc cái việc mà bóp cái kem đánh răng đi. Em thì em hay bóp từ dưới lên. Thì để cho nó logic mà. Thì bóp ở dưới lên lúc nào cũng lên. Con này bóp ở trên. Đúng rồi, con này sẵn đầu bóp cái bụp. Nên là nhiều lúc mình tính ra cái mình thấy cái chai kem nó bị bóp méo, nó xấu xí biến dạng rồi mỗi lần phải nặng lại ở dưới từ dưới lên nữa. Nếu vừa mất thời gian mà vừa mất thẩm mỹ nên là mình nói góp ý mà cứ vậy hoài nên cũng cáu bực. À, cái việc đó chẳng có gì to tát hết. Tại vì mỗi người có một quan điểm khác nhau, cách sống khác nhau. Đánh răng thì miễn là mình lấy được cái kem đánh răng đó ra là được rồi. Tại vì em cứ thấy có cảm giác như là chồng cứ hay cằn nhằn những cái việc nhỏ nhặt quá, làm em hơi khó chịu chút. Thôi giờ tới em đó, dạch mặt đi. Dạ. Anh này thì có hai cái tính cằn nhằn, vợ phải theo ý của mình. Như là cái gu ăn mặc của em. Em thì thích mặc váy bó sát, tại vì con gái mà phải phô diễn những cái gì mà mình đang có. Còn anh này thì hả, thôi đừng, em đừng có mặc cái này nữa. Mặc những cái đầm này mà dài qua đầu gối á
Rồi khi mà đi ra ngoài đường á, mà thì em rất là thích ăn bánh tráng trộn. Còn anh này thì lúc nào cũng kêu là em ăn những cái đó làm gì, thì không có bổ béo gì hết. Còn về cái gu âm nhạc của em thì em là em thích là nghe nhạc theo tâm trạng. Ví dụ em sẽ nghe nhạc vui, sẽ nghe nhạc buồn. Còn anh này thì hả, em phải nghe nhạc tiếng Anh. Mỗi lần em bật cái nhạc nào lên là anh đóng cửa cái rầm rồi đi ra ngoài luôn. Chỉ có nhạc tiếng Anh mới thích thôi. Dạ đúng. Tức là ăn cũng theo ý chồng, nghe nhạc cũng theo ý chồng, ăn mặc cũng phải theo ý chồng. Em có khó chịu về cái điều đó không? Có khó chịu chứ chị. Mình lấy một người chồng về thì mình mong người chồng đó là chiều chuộng mình, hiểu mình, chia sẻ với mình. Nhưng mà anh này thì cứ hỏi cái là càm ràm, em không được như thế này, em không được như thế kia. Chỗ một đám đông như vậy thì em mong muốn là khi mà về thì chồng mình góp ý riêng với mình. Còn anh này thì anh cứ góp ý thẳng trước mặt mọi người vậy đó. Thì quê chứ chị. Nhưng mà em nè, em có cảm giác em bị gia trưởng không? Dạ cũng có chút xíu. Đó theo em thì là nên hay là không nên? Dạ tại vì em thì em có cái tật là tính chu toàn cũng như là hơi kỹ tính một tí, và những cái gì mà em thấy mà nó chưa được tốt á thì em muốn mong muốn vợ cải thiện để tốt hơn. Thì ban đầu thì em cũng hơi nóng tính một tí, sang năm bọn em sẽ có em bé. Thì nếu mà có em bé thì em phải biết được là chế độ dinh dưỡng như thế nào. Thì tại vì người mẹ ăn cái gì là con ảnh hưởng tới đó. Thì em rất là lo cái đó. Ăn bánh tráng em rất là bực. Tiếp là gu âm nhạc thì em khuyến khích nghe nhạc tiếng Anh để luyện nghe tiếng Anh thêm thôi. Với lại đã cưới rồi mà cứ suốt ngày nghe mấy cái bài lâm ly bi đát cho em, cũng nhiều lúc em tâm trạng vui không sao, nhiều lúc em cũng mệt mỏi, em bực, em phát cáu. Dạ. Tự nhiên đang buồn á, thôi em theo chồng làm cô dâu sự là coi như là thành ra là em kể từ ban đầu là chỉ nghe một phía của em thôi thì sẽ không hiểu, là thấy là anh này lắp đặt em. Nhưng mà bây giờ qua cái lời giải thích của chồng em thì mới hiểu được tất cả mọi thứ là có một cái lý do, thật ra là lý do chính đáng.